Chào mừng các bạn đã đến với thủ tục tin học ha. Hôm nay thủ tục tin học sẽ dẫn các bạn cách để mà rút tiền ATM tại cây ATM của ngân hàng Sacombank ha. Ở đây thì mình sử dụng thẻ ATM của ngân hàng Agribank ha. Và các bạn có thể sử dụng thẻ ATM của ngân hàng bất kỳ ngân hàng khác hoặc các ngân hàng khác vẫn có thể rút được tại cây ATM của Sacombank ha. Đầu tiên mình sẽ để thẻ ATM vào máy ATM. Ok. Thì các bạn sẽ để lưu ý để đúng chiều thẻ ATM vào. Thì máy ATM mới có nhận được thẻ nha. Và sau đó mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt là tiếng Anh. Nó có hai ngôn ngữ thì mình sẽ chọn là tiếng Việt ha. Rồi ok. Tiếp theo là các bạn sẽ nhập mã pin vào. Được chưa? Có thể đem vào. Ở đây thì các bạn lưu ý là các bạn mã pin có thể là 6 số và 4 số. Thì thẻ ATM của bạn là thẻ nội địa thì là 6 số, còn thẻ quốc tế sẽ là 4 số ha. Nếu bạn nhập sai thì các bạn có thể nhấn nút màu vàng ở dưới này để cho nó xóa và các bạn có thể nhập lại ha. Rồi nhấn nút màu đỏ là để hủy bỏ và sẽ lấy lại thẻ. Màu xanh là để vào. Thì thẻ ATM của mình là thẻ nội địa thì nó sẽ mã pin của mình sẽ là 4 là 6 số ha. Rồi, ok. Rồi sau khi các bạn đã, sau khi nhập xong mã pin, tiếp theo là các bạn có thể chọn tra cứu số dư nè, rút tiền ha, hoặc là chuyển khoản. Ở đây mình sẽ chọn rút tiền ha. Rồi nhấn vào chỗ rút tiền. Tiếp theo các bạn chọn cái mệnh giá có thể rút ha. Ví dụ như các bạn đang rút 3 triệu nè, 1 triệu 500, 200, 100 ha. Rồi, ở đây nếu các bạn muốn rút số tiền khác thì các bạn sẽ chọn số tiền khác ha. Đó, nếu muốn rút số tiền khác thì các bạn chọn số vào chỗ số tiền khác. Rồi ở đây thì các bạn sẽ nhập số tiền mà các bạn muốn rút vào ha. Ở đây ví dụ như mình muốn rút 300 thì mình sẽ nhập số 3 ha, và 5 số 0. Đó. Thì mình sẽ rút 300 ngàn ha. Ở đây thì chúng ta có thể rút tối đa là 3 triệu ha. Giờ chúng ta đang sử dụng thẻ của ngân hàng khác ha. Thì nó sẽ rút tối đa là 3 triệu. Nếu các bạn sử dụng thẻ của Sacombank thì có thể rút tối đa là đến 5 triệu nha. Nếu các bạn muốn rút nhiều hơn thì các bạn phải rút nhiều lần ha. Ok. Sau khi nhập số tiền xong thì các bạn có thể nhấn vào nút màu xanh ở dưới ha, Enter để vào, hoặc là bấm nút xác nhận ở trên này, hoặc là nếu các bạn muốn nhập lại thì bấm nút nhập lại ha, thì nó sẽ cho phép các bạn là nhập lại số tiền khác nếu muốn nha. Đó, các bạn nếu nhập số tiền khác các bạn thể bấm nút nhập lại ha. Đây bấm nút nhập lại. Đó, mình sẽ cho phép các bạn nhập lại số tiền khác, ví dụ là mình nhập lại 300. Đó, rồi sau đó mình sẽ bấm vào nút xác nhận. Tại tiếp theo các bạn sẽ chọn tài khoản rút ha. Mình sẽ Các bạn có thể rút tại tài khoản tín dụng, tài khoản thanh toán ha. Ở đây mình sẽ chọn tài khoản mặc định ha. Rồi. Rồi tiếp theo nó hỏi các bạn có muốn in biên lai hay không. Ở đây các bạn có thể chọn biên lai hoặc là không in biên lai ha. Thì theo các bạn nha. Để bảo trì môi trường thì mình cũng không có lấy biên lai làm gì, mình chọn không in biên lai. Và tiếp theo các bạn sẽ chờ đợi ha. Máy ATM nó sẽ trả thẻ ATM cho mình. Rồi sau đó nó sẽ trả tiền cho mình ha. Rồi đầu tiên là nó sẽ trả thẻ ATM trước. Nó sẽ hiện ở trên đây là nhận thẻ trước, nhận tiền sau. Thế rồi sẽ trả tiền cho các bạn ha. Đó. Rồi, ok, xin như mình đã rút tiền thành công tại cây ATM của ngân hàng Sacombank ha. Thế đây mình xin kết thúc của ta đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha. Để video hay và hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Lô Kinh Học để không bỏ lỡ những video mới nhất ha. Hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.